Rồi, hello mọi người, đây. Rồi, chữ này á, chữ này là chữ Y nha, chữ này chữ Y. Rồi, chữ này là chữ Z gắn vào chữ Z. Nhưng mà bình thường chữ này là chữ gì nha, chữ này chữ gì. Rồi, âm này là âm OOU, âm này là âm Y. Mà nguyên âm nó nằm, mà dấu nhấn nó nằm ở đây. Thì nguyên âm bên ta phải liền kề nói ngang, nguyên âm còn lại bỏ dấu quyền là OOY. Rồi, gắn chữ N vào là OOY. Rồi gắn chữ L vào only, rồi the only, the only. Rồi chữ này chữ ơ nha, chữ này cũng chữ ơ luôn mà dấu nhấn nó nằm ở đây, thì nguyên âm bên ta phải liền kề nói ngang không có dấu, nguyên âm còn lại bỏ dấu quyền là ơ ờ ơ ờ. Rồi gắn chữ giờ vào ơ giờ, chữ đờ này đưa lưỡi ép rung nha, ơ giờ. Gắn chữ r vào ơ giờ, ơ giờ. Rồi đó, rồi chữ này là chữ ia nha, gắn chữ T tiếng Anh vào tear, gắn chữ B vào top, top. Đó. Rồi âm này là âm I ha. Chữ này là E, nguyên âm này là E. Gắn chữ K vào là cow. Chữ K bật hơi ra cow. Gắn chữ N vào cow. Cow. Rồi. Chữ này là chữ I ha, gắn chữ G vào là gear. Gắn chữ V vào là give, give. Rồi. Chữ này chữ U, gắn chữ giờ và là chữ du. Chữ này là chữ ear, gắn chữ z và là ears, ears. Rồi chữ này là chữ n, chữ e với n, chữ n nha. Chữ này là chữ ear, cái này nó thiếu dấu nhấn, đáng lý sẽ có cái dấu nhấn nằm ở đây nè. Thì nguyên âm bên ta phải liền kề nói ngang, nguyên âm còn lại bỏ dấu, tất cả nguyên âm còn lại bỏ dấu quyền là n ear, n ear. Gắn chữ s vào san, gắn chữ d vào dear, gắn chữ ng vào sanding, sanding. Đó nào. Rồi, giống như là mình sẽ nói ghép vào the only other tip that I can give you is standing. Rồi, chữ này chữ Y, gắn chữ M và là chữ mi ha. Rồi, chữ này là O hấp má, gắn chữ M và là more, gắn chữ R và là more. Chữ này. Rồi, chữ này ha, chữ này là chữ up. Chữ này là âm E mà dấu nhấn nằm ở đây, thì nguyên âm bên ta phải liền kề nói ngang. Tất cả nguyên âm còn lại bỏ dấu quyền thì là update, update nha, update ha. Gắn chữ T vào update, gắn chữ S vào updates. Đó. Thì mình sẽ ghép vào ha. Rồi mình sẽ nói vào the only other tip that I can give you is sending me more updates. Đó. Nè. Lại nè. Rồi. The only other tip that I can give you is sending me more updates. Đó, vậy đó. Mình ghép vào vậy đó. Rồi. Ha. Rồi, bây giờ mình đi tiếp nè. Rồi, chữ này là chữ ia. Chữ này chữ ia ha, gắn chữ F phải là elf, elf. Rồi, chữ này là I, I, I. Rồi chữ này là chữ U, gắn chữ N và là chữ nu ha, if I knew. Rồi chữ này chữ U, gắn chữ giờ và là chữ du. Rồi chữ này chữ ơ, gắn chữ W và là were, gắn chữ R và là were. Chữ này nè là nó có chữ R tích hợp sẵn luôn á, là ơ với R là were. Rồi chữ này chữ ơ, gắn chữ T tiếng Anh vào tơ, gắn chữ sờ vào stơ, gắn chữ K vào stuck. Rồi chữ này chữ o nha, gắn chữ N vào chữ on. Đó. Rồi, if I knew you were stuck on. Lần nữa nè. If I knew you were stuck on. Đó. Chữ này chữ E nha. Chữ này chữ E. Chữ này chữ E. Rồi, chữ này là... Chữ này là chữ N nha, mà dấu nhấn nó nằm ở đây. Chữ này dấu nhấn nó nằm ở đây. Thì là nguyên âm bên ta phải liền kề nói ngang, không có dấu nguyên âm còn lại bỏ dấu quyền là e on. Rồi gắn chữ sờ vào là xe, gắn chữ ca vào là sack, sack. Gắn chữ sờ nặng vào là section, section. Rồi chữ c là đọc là chữ c nha, cái này nó phiên âm nhầm, cho này chữ c. Rồi o hấp má, o gắn chữ f vào for, gắn chữ r vào là for, for. Chữ này chữ ơ ha, âm này là âm ai, gắn chữ W và là while, gắn chữ L và là while, while, while. Ok. Ok, tam ngô. Rồi, chữ này là I ha. Chữ này chữ U.
gắn chữ K vào cool, gắn chữ D vào could. Âm này là âm E ha, gắn chữ H vào là have, gắn chữ V vào là have. Rồi, chữ này là âm E. Rồi. Rồi, gắn chữ S vào là C, gắn chữ V vào là save, gắn chữ D vào saved. Rồi, chữ này chữ U ha, gắn chữ G vào là chữ U. Rồi. Rồi, chữ này chữ A ha. Web dịch phiên âm vẫn dẫn vào được nha, mà có gì bạn nhắn tin cho mình thử coi. Rồi, chữ này là O với T chữ OT, gắn chữ L vào chữ LOT. Rồi, chữ này chữ OF nha. Rồi, chữ này AI, gắn chữ T vào TIME, gắn chữ M vào TIME. Rồi, mình đi nè. If I knew you were Stockholm section C for a while, I could have saved you a lot of, nè, ghi hoa, a lot of time, ha. Rồi, lại nè, if I knew you were stuck on the section C for a while, I could have saved you a lot of time, đó, mình ghép vào vậy đó, ha, nè, if I knew you were stuck on a while long, stuck on, on a section C for a while, I could have saved you. Chữ D liên qua chữ giờ saved you a lot of. Nè, chữ T này liên qua bên đây là a lot of. Yeah, a lot of time. A lot of time. Đó. Rồi. Chữ này là âm O ha, gắn chữ S và là soul. Soul. Chữ này chữ Y, gắn chữ K và là key. Gắn chữ B và keep. Rồi, chữ này chữ Y, gắn chữ M và là mi. Chữ này chữ Ơ, chữ này chữ E. Mà dấu nhấn cái nào ở đây? Thì nguyên âm bên ta phải liền kề nó ngang không có dấu, nguyên âm còn là bỏ dấu quyền. A, gắn chữ W vào aware, gắn chữ R vào aware. Chữ O, A hai chấm là chữ O, gắn với chữ N, chữ on. Đó. Rồi, cái gì? Pause, choke. Nè, âm đời Z đúng không? Âm đời Z là choke. Choke, bật lửa chữ D, rồi rồi tống hơi, choke nha. Nhiều khi mà mấy bạn ghi mà tại cái nó chạy nhanh quá không có coi kịp, nhưng có gì sorry nha. Rồi, chữ này chữ u nha, chữ này chữ u nè, chữ này chữ u. Rồi, gắn chữ giờ vào là your, gắn chữ r vào your. Rồi, âm này á là âm e, âm này là âm ơ, mà dấu nhấn nó nằm ở đây. Thì nguyên âm bên ta phải liền kề nói ngang không có dấu, nguyên âm còn là bỏ dấu quyền. Là E. Rồi, mình sẽ gắn chữ T vào tell, gắn chữ S vào stare. Rồi, gắn chữ T vào toe, gắn chữ S vào thirst. Là status. Nhưng mà bình thường người ta sẽ biến cái chữ T này thành chữ D, tiếng nghe giống như chữ D vì status. Rồi, ghép vào. So, keep me aware on your status. Rồi, lại nè. Hello 284. So keep me aware on where on là đi bên đây qua bên đây luôn nha. Yeah, where on your status. So keep me aware on your status. Rồi lần nữa nè. So keep me aware on your status. So keep me aware on your status. Đó. Thì đó mình ghép vào ha. Rồi. Chữ này á, âm này âm e, gắn chữ the và là there, gắn đây để chữ t lên there. Rồi, âm này là âm e, gắn chữ m vào là me. Rồi, các bạn có thể vào YouTube xem lại cũng được nha, 999. Cái này có up lại trên YouTube để mọi người xem nha. Me, gắn chữ k vào là make, gắn chữ s vào là makes. Rồi, chữ này chữ n nha, chữ e với này chữ n, gắn chữ s vào là sen, gắn chữ s cuối vào sense. Rồi, that makes sense. Đó có nghĩa là có lý, that makes sense, có lý. Rồi, âm này là âm I, gắn chữ L và là I'll. Chữ này chữ U, gắn chữ D và là do, chữ D bật lưỡi nha. Do, I do. Rồi, âm này là âm E, gắn chữ D và that, gắn chữ D và that. I do that. Đó, âm này là âm E, hay gắn chữ thờ và là fell, gắn chữ ngờ ngân ra fan, gắn chữ K vào thank, gắn chữ S vào thanks. Đó,
Chữ này O hấp má, O gắn chữ F vào for, gắn chữ R vào for, for. Nè, cái này là đi từng từ, từng từ, từng từ nè, các bạn có thể theo dõi cái này cũng được. Cái kia chưa có làm, cái video đó, từ đầu chưa có làm. Chưa có làm. Thanks for. Rồi, chữ này chữ ơ, gắn chữ giờ vào the, mà bình thường nó chữ này chữ giờ luôn. À, thường like vào tầm 10 giờ, tầm 10 giờ 10 á, mỗi tối ha. Tầm 10 giờ 10, tầm 10, 10 giờ 10 giờ 10 gì mỗi tối. Hai các bạn ha. Hoặc là các bạn có thể lên xem lại trên YouTube cũng được nha. Rồi, chữ này chữ Y nè, âm này là âm E nè. Rồi, mà dấu nhấn nằm ở đây. Thì nguyên âm bên tay phải liền kề nó ngang không có dấu, nguyên âm còn lại bỏ dấu quyền. Y, E, Y, E, gắn chữ F vào phi, gắn chữ D vào feet. Rồi, gắn chữ B vào bè, gắn chữ K vào. Rồi, back, feedback, 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 feedback. Rồi, thanks for the feedback. Rồi lại nào, thanks for, luyến cái chữ S này qua bên đây luôn. Thanks for the feedback. Ồ lộn. Thanks for the feedback. Thanks for the feedback. Rồi lại nữa nè. Rồi, thanks for the feedback. Đó. Rồi cảm ơn đã góp ý, đã phản hồi nha. Rồi, chữ này nè, âm này là âm O. Chữ D gắn vào Joe, gắn chữ N vào Joe. Rồi gắn chữ D, gắn chữ T vào don't. Rồi chữ này chữ E với chữ N, chữ N nha. Chữ Ơ với chữ N, chữ N mà dấu nhấn nằm ở đây. Thì nguyên âm bên tay phải liền kề nó ngang không có dấu, nguyên âm còn lại bỏ dấu quyền. Mention, mention, don't mention. Chữ này chữ Y gắn chữ T vào it. Don't mention it. Don't mention it. Nè, nói cái chữ N này qua bên đây luôn. Nói cái chữ N vào, don't mention it. Don't mention it. Có nghĩa là chữ này nè với chữ này mình nói nhanh lại là tự động cái âm nó sẽ dính dính lại. Don't mention it. Don't mention it. Đó. Chữ E với chữ là chữ N nha. And. Nhưng mà bình thường ta đọc chữ N luôn à. Người ta bỏ dấu sẵn luôn and. Rồi. Chữ này chữ U không chu môi, gắn chữ G vào G, gắn chữ D vào good. Rồi. Cứ nói từ từ là tự động tốc độ nó sẽ nhanh lên nè. Ha. Chữ này chữ O nè, chữ A hai chấm, chữ O gắn chữ B và chữ up nha. Up, up giống như up lưng á, hoặc là up la đấy. Rồi, gắn chữ Ch vào chữ này, lưỡi bật ở trước nha. Chop, chop, chop. Rồi, chữ O với chữ N, chữ on. Chữ này chữ Y gắn chữ D vào Z. Như bình thường ta nói chữ này chữ gì luôn. Chữ này chữ Ơ nè. Chữ này là chữ I nè. Chữ này chữ Ơn nha. Mà dấu nhấn cái nằm ở đây. Thì nguyên âm bên tay phải liền kề nó ngang không có dấu, nguyên âm còn lại bỏ dấu quyền. Iron. Iron. Cảm ơn Mỹ Hiền. Rồi. Iron nha. Thường là buổi tối mình hay live tầm 10 giờ vậy đó. Rồi. Rồi gắn vào assign, gắn chữ nào vào assign. Rồi assignment, assignment. Rồi, gắn vào don't mention it. And good job on the assignment. Rồi, lại nào. Don't mention it. Don't mention it. And good job on the assignment. Đó, ghép vào. Ha. Rồi, chữ này là chữ E ha. Gắn chữ sờ vào fail. Gắn chữ ngờ vào fail. Gắn chữ K vào thank. Gắn chữ S vào thanks. Đó. Rồi, chữ này âm I nè. Chữ... Cảm ơn dây. Rồi âm này âm I này gắn chữ H và là hi, gắn chữ H như đưa hơi rồi nha. Hi, hi, hi. Rồi. Ok, Helen Ngô. Rồi chữ E hai chấm là chữ O nha, gắn chữ M và là more, gắn chữ R và là more, gắn chữ K và là mark, hi mark, hi mark. Đó. Âm này là âm I. Chữ này là chữ ôm nè. Chữ này là chữ Y nè. Chữ này là chữ Y. Mà dấu nhấn cái nằm ở đây. Thì nguyên âm bên tay phải liền kề nó ngang không có dấu, tất cả nguyên âm còn là bỏ dấu quyền. Gắn chữ K vào com. Gắn chữ L vào ly, gắn chữ B vào plea, complete. Rồi gắn chữ T vào tear. T
thì nha, gắn chữ T vào T rồi completed, completed. Nhưng mà bình thường người ta sẽ biến cái chữ T này thành chữ đầu tiếng Việt là completed, completed. Rồi I completed đó. Rồi các bạn có thể tập ở trên đây với mình ha. Còn nếu mà các bạn muốn chỉnh